Tối 5 tháng 12, trong cuộc gặp gỡ với báo chí, Ủy ban Nhân dân phường 1, quận 8 đã xác nhận thông tin cháu bé bị bỏ rơi trên taxi sẽ được đưa đến trung tâm bảo trợ xã hội để được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe và đời sống. Bên cạnh đó, phía Ủy ban Nhân dân phường 1 còn nhấn mạnh, nếu có bất kỳ ai có thể xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh là thân nhân của trẻ sẽ được trao lại đứa bé để nuôi dưỡng. Như những thông tin trước đó chúng tôi đã đưa, sau khi tiếp nhận cháu bé bị bỏ rơi trên taxi, các cán bộ nhân viên tại Ủy ban Nhân dân phường 1, quận 8 đã thay phiên chăm sóc cháu trong 2 ngày. Sau đó cháu được chuyển đến trường mầm non Phường Hồng trên đường Dạ Nam để được nuôi dưỡng. Trong 3 ngày 3, 4 và 5 tháng 12, mẹ con ông Liêm, người xưng là ông Dượng, đã đến Ủy ban Nhân dân phường 1, quận 8 với một số giấy tờ trên tay để xin nhận lại cháu bé. Sau khi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường, cả hai đều trở về tay không. Bà Vũ Yến Oanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 1, quận 8 cho biết. Vài ngày vừa qua thì có thân nhân của trẻ cũng đến để nhìn trẻ, nhìn nhận trẻ. Tuy nhiên thì cũng có cung cấp cho chúng tôi một số cái thông tin. Tuy nhiên thì hiện nay chỉ cung cấp được đó là về hình ảnh của trẻ và sổ khám sức khỏe của trẻ thôi. Ngoài ra thì không có các cái cơ sở về pháp lý nào để xác nhận đây đúng là thân nhân của trẻ. Do chưa đủ giấy tờ pháp lý nên mẹ con ông Liêm chưa nhận được quyền nuôi dưỡng cháu bé. Thời gian tới cháu bé sẽ được chuyển đến trung tâm bảo trợ xã hội để có điều kiện phát triển tốt hơn. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường 1, quận 8 còn cho biết thêm, trong thời gian cháu bé được tạm dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội, bất kỳ ai có thể xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh là thân nhân của cháu bé sẽ được trao lại quyền nuôi dưỡng. Trong một diễn biến khác, vào sáng ngày 4 tháng 12, theo trình báo của người dân, người phụ nữ bỏ rơi cháu bé trên taxi tên Thảo và là mẹ của cháu bé đã từng cùng bé thuê trọ tại đường Lê Văn Lương, thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 11. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm thân nhân cho bé.